Dạ vâng, em xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác một bộ phân tần rất là chất lượng nhá. Đấy. Đây là bộ phân tần đến từ Nhật Bản các bác. Vâng. Hàng này từ là 100% từ bên kia về nhá, chứ không phải là hàng gia công ở Việt Nam hay là làm gì cả, mà là từ bên Nhật về luôn. Đấy. Cam kết với các bác luôn là từ bên Nhật về nhá. Bởi vì là cái này là em bóc theo gia kiện hàng mà. Đấy. Chứ không phải là chế cháo gì cả. Đấy, các bác nhìn thấy cách thiết kế này. Đấy, cái thiết kế, cái cách bố trí nó cũng là từ Nhật hết nhá. Đấy. À, còn nếu mà như mình gia công thường thường ấy, thì em thấy sẽ là cái đồng đỏ, hay là hàng của Trung Quốc ấy, thường là cái cuộn đồng nó sẽ đỏ. Đấy, còn với những hàng của Nhật này thì sẽ là dòng đồng vàng như này. Đấy, và thiết kế nhìn nó, các cái mối hàn, các thứ nó rất là cầu kỳ. Đấy, thì bộ này giá của nó là 295.000 các bác nhá, 295.000 bộ này nhá. Đấy. Gồm có hai cuộn cảm này, đấy, hai con tụ. Đấy, ở đây thì các bác về đo xem dây nào, dây bát, dây nào, dây tép nhá. Đấy, nhưng mà thông thường thì cái dây ngắn này sẽ là dây nguồn này, tức là nguồn cấp vào này. Sau đó ra ở đây thì nó sẽ có xanh và đỏ, ở đây thì nó sẽ thường là xanh này sẽ là âm và đỏ này là dương. À, đỏ này là bát, còn âm là tép. Nhưng mà cái này về thì mình sẽ phải đo nhá, đo xem cái nào bát, cái nào tép. Thử phát là biết ngay các bạn. Mình về mình thử là biết ngay mà. Cắm vào bát, tép thử là phát biết ngay. Đấy. Cái này khi các bác đấu vào đây thì nó cũng không thể cháy được. Tức là khi mình cắm từ nguồn từ cái phần âm ni vào đây. Sau đó mình hai cái này thì mình sẽ thử từng dây một xem dây nào là dây bát, dây nào là dây tép nhá. Đấy, dây nào mà lên nhiều giải trầm thì nó dây bát, còn dây nào mà lên nhiều giải cao thì nó là dây tép. Rất là xịn. Bộ phân tần rất gớm luôn. Đấy thì bộ này giá của nó là 295.000. Đấy, thì bác nào mà chốt cái bộ phân tần này thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em lấy cũng được. Đấy, những con loa mà nó có phân tần như này thì về cái độ an toàn khi mình sử dụng nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai là cái chất âm nó cũng sẽ khác hơn so với cả mình nghe trực tiếp hay là chỉ đấu qua mỗi cục tụ không. Có những con loa nó chỉ đấu mỗi qua cái tụ không thôi các bác nhá. Đấy. Còn có những con loa thì nó lại có những bộ phân tần riêng. Đấy, thì bác nào mà đã nghe quen nhạc mà đã qua phân tần rồi thì có thể sử dụng những bộ phân tần này về để mình chế cháo vào. Đấy, còn bác nào mà ví dụ là thích chế một bộ riêng, một cái loa riêng thì mình cũng có thể lấy những bộ này về mình chế riêng. Về giá thì 295.000 cho bộ này các bác nhá. Đấy, rất là xịn luôn. Dạ vâng, đấy thì bác nào mà chốt cái bộ phân tần này thì alo cho em qua số là 0966 594581 số 0979 891682 nhá. Một trong hai số thì các bác gọi số nào cho em được nhá. Gọi số nào cũng được, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng là số 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để đặt hàng nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây các bác nhá. Đó, sáng ra chưa được ăn tí gì nên là nói nó hơi vấp các bạn. Vâng. Đấy. Hơi đói nên là hơi nói hơi vấp tí. Các bác thông cảm nhá. Tí em sẽ đi bổ sung làm suất xôi xéo 10.000 nên là lại có năng lượng quay đến tối ngay. Vâng, em xin chào các bác nhá.